Em hay đi lấy muộn rồi hôm đấy. Dạ. Nhỏ ngoài chặt xíu xíu thôi đúng không? Thêm cho bơ to to hơn xíu. Đúng cái con to mà mới có. Nhỏ quá thành ra chị nhìn chậm chẳng thấy ở đâu.
ba bốn năm. Cà Ly ơi, trưa mai hai đứa mua nước cam nhà em uống. Ai đứng sau mình á, cảm nhận được. Ly à, cái giọng tự Ly đi. Móc cái lỗ ra, yên tâm. Ngoài cụ thể. Được không nhé? Nhỏ mới nhiều cái đèn thôi thì rồi mấy cái ghế mỗi lần là chị nắm cái ghế chị đèn phải xuống chị đem nó hết rồi. Bé bên cửa vẫn nhiều đi em hề, đúng không? Mỗi em mỗi người là xíu xíu đi đúng không? Dạ. Thấy nhiều rồi chứ. Cái gương mặt thân quen mà. Mấy lần trước có quen với mẹ? Có lần. Nhỏ mình biết mấy rồi đó. Cần kiếm cũng ra từ đầu ra rất nhiều ai thì cũng mặn thử mà kiếm nó dễ chảy máu. Đây rồi cho là quất hết nhiều như em là một ẩn cái gì đồ đen đồ đen á. Cả một đồ đen cả một cần ở nhà em có trăm da không? Rồi nên quay đầu rồi.
mấy phút rồi. Chị thấy nhỏ quá. Nhỏ lắm. Chắc rồi, được đấy. Thấy không có sướng á.